Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napka. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một vị tướng mới các bạn, Desira đã có mặt trên server test rồi. Ok, đây là một vị tướng support hệ sát nha các bạn. Và lúc trước khi chính thức ra vị tướng này, nó demo là cái hình bên phải các bạn. Nó che mất cái hình nha các bạn, nó để lại cái một chút cái râu trên đầu. Thì rất nhiều bạn mạnh dạn đoán đây là Lữ Bố. Hầu như là 80% người xem thấy bức ảnh này đoán đây là vị tướng là Lữ Bố các bạn. Tuy nhiên cũng có vài bạn đoán là hệ sát, tại vì nhìn cái râu râu này giống của con Isabel, nên có nhiều bạn đoán là hệ sát các bạn. Và chính xác đây là một vị tướng hệ sát ha, đây là một vị tướng support chuyên hồi máu các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bộ kỹ năng của vị tướng này. Ok, đầu tiên sẽ là kỹ năng nộ. Kỹ năng nộ của vị tướng này, vị tướng này là Mỹ Nhân Ngư nha, tạm dịch. Rồi, vị tướng này sẽ thổi kèn để phục hồi sinh lực cho cả team. Lượng máu phục hồi sẽ bằng chỉ số tấn công của cô ấy nha các bạn. Và sau khi thổi kèn thì cô ấy ghi nhớ lại giá trị sinh lực của đồng đội. Nếu bất cứ ai trong team bị giảm máu vượt qua giá trị mà cô ấy ghi nhớ, họ sẽ được hồi máu tới điểm đó ngay lập tức. Và tổng lượng máu được hồi của team sẽ không vượt quá một con số nhất định dựa theo tấn công của cô ấy các bạn. Dựa theo chỉ số tấn công của Mỹ Nhân Ngư. Đây là 280. Và tăng mát cấp 2 đó là 375 các bạn. Và nếu có đồng đội nào bị giảm máu dưới mốc vừa nêu trong một khoảng thời gian nhất định, lượng đem nó sẽ bỏ qua ngay lập tức vì hiệu ứng hồi máu được kích hoạt các bạn. Nó gần giống như là một cái kim bài miễn tử rồi. Rất mạnh nha các bạn. Hồi máu cho tổng team 375% chỉ số tấn công của cô ấy. Rồi, kỹ năng thứ nhất. Mỹ Nhân Ngư sẽ gây đem rộng tới tất cả các đối phương ở hàng trên và ám đối phương các bạn. Và mỗi lần bị ám thì sẽ bị cộng dồn, đam vào độ chính xác của đối phương cũng sẽ bị giảm. Và sau khi cộng dồn một vài lần trên một tướng thì hiệu ứng sẽ bị xóa. Nhưng khi nó cộng dồn đủ 3 lần thì hiệu ứng sẽ bị xóa. Nó sẽ không còn giảm độ chính xác và đam. Tuy nhiên vị tướng nó sẽ trở thành khiếp sợ các bạn trong vài giây. Khiếp sợ giống như con tai đớt các bạn, nó hú thì đối phương sẽ không thể đánh và bỏ chạy ra xa. Rồi, Ocean Seal, khiên nước các bạn, khiên đại dương. Desira lại thổi tiếp, nhưng lần này là tạo ra một quả bóng khiên bảo vệ đồng đội yếu nhất, giúp họ hồi máu một lượng nhất định dựa theo máu tối đa của vị tướng này trong vài giây. Và nếu đồng đội đã bị gây đam vượt quá số lượng máu mà họ đang có trong khi đang được bảo vệ bởi khiên thì khiên sẽ biến mất và toàn bộ lượng đam sẽ bị bỏ qua các bạn. Lại là một cái kim bài miễn tử nữa và cho phép đồng đội đó ngay lập tức hồi máu vài lần bằng lượng máu hiện có các bạn. Ghê chưa? Rồi, kỹ năng thứ tư đó là kỹ năng tạo sương mù các bạn. Vị tướng này sẽ tạo ra sương mù tấn công kẻ địch từ phía đằng sau họ và sau đó lan ra toàn bộ map. Và đồng đội ở trong sương mù sẽ được hồi máu mỗi giây dựa theo phần trăm chỉ số tấn công. 15% chỉ số tấn công của ấy trong vòng 0.5 giây, tăng mát sẽ là 20% các bạn. Tuy nhiên nếu mà vị tướng này chết thì nó sẽ biến mất ngay lập tức. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với chữ ký và nội thất. Chữ ký. Sương mù vẫn tồn tại ngay khi vị tướng này chết và đồng đội trong sương mù sẽ được tăng né tránh các bạn. 30 điểm dot nè. Đối phương sẽ bị giảm chí mạng. Sương mù và kỹ năng sương mù của quái sẽ vẫn tồn tại ngay cả quái chết nha các bạn. Rồi. Đây là seed, giờ chúng ta sẽ đến với nội thất độc quyền. Rồi, nội thất này liên quan tới kỹ năng thứ nhất của quái là kỹ năng ám các bạn. Bây giờ thì mình sẽ vào đấu trường thử nghiệm ngó sơ qua kỹ năng của vị tướng này. Ở phần thưởng cũng như các mùa khác nhau các bạn. Vẫn là đá tím, vàng, bụi và kinh nghiệm.
Rồi, cô ấy tạo sương mù. Rồi, phun lên ám, các bạn thấy trên đầu mấy con vị tướng này đang bị ám nè. Tuy nhiên ở đây quái thì chắc các bạn không thể thấy được lúc nó khiếp sợ đâu các bạn. Đây là một sập bột à. Thổi kèn hồi máu nha các bạn. Sập bột mà thổi kèn thì ai chịu nổi các bạn. Thổi kèn cho toàn team. Thổi kèn đồng cho toàn bộ đồng minh luôn nha các bạn, không chừa một ai. Đánh tại vì đánh mấy con minion này thì chúng ta không thể xem được cái hiệu ứng hỗn sợ của nó rồi các bạn, vì những con này không đủ trâu để kích hoạt hiệu ứng hỗn sợ đâu. Rồi mình sẽ đây, mình bấm x4 cho các bạn xem. Sương mù tạo ra rất nhiều. Sập bột hồi máu rất nhiều nha các bạn. Hồi máu mà cái đáng giá của vị tướng này đó là cái kim bài miễn tử các bạn. Nếu bị sốc đam vượt quá lượng lượng máu ngưỡng nhất định thì nó sẽ không có chết các bạn, nó bỏ qua đam. Ví dụ như có vị tướng này thì con Ensama nó nổ một phát thì team địch không chết được các bạn, nó sẽ bỏ qua đam kiểu vậy. Nếu mà lượng đam của con Ensama to đủ để giết hết toàn bộ team thì cái nổ đó, của cái nổ đầu tiên của con Ensama sẽ bị bỏ qua. Các bạn thấy sự lợi hại của vị tướng này rất ghê. Tuy nhiên quan trọng là nó nổ trước hay là nổ sau con Ensama thôi các bạn. Kỹ năng tạo khiên thì nó boost được một đồng minh, quan trọng là kỹ năng nổ của nó, nhưng mà không biết nó nổ trước hay nổ sau thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đánh cái kia để cho các bạn xem hiệu ứng khiếp sợ của vị tướng này. Đây là một vị tướng hồi máu rất ghê. Hồi máu kiểu này thì đi với gắn mình gắn với một team hồi máu nữa coi sao các bạn. Rồi Rispen sẽ là vị tướng gây đam chính. Đây đợi x2 thôi. Rồi khi địch đã bắt đầu bị ám rồi các bạn. Đó, các bạn thấy Phượng bị hoảng sợ bỏ chạy ra xa chưa? Bướm thì nó né được các bạn. Ok, team này không đủ đam. Mình bỏ Thorn ở đó để cho nó giảm khả năng hồi máu của quân địch các bạn. Hồi máu rất nhiều. Đó các bạn có thấy là vị tướng support mới này nó có chữ miễn nhiễm trên đầu các bạn. Đó là khi nó chịu lượng sát thương vượt quá ngưỡng máu của nó nên nó có miễn nhiễm các bạn. Ok, miễn nhiễm khiếp sợ, rất đáng sợ các bạn. Vị tướng này vị tướng siêu mạnh ha. Rồi những cây ri thì chúng ta có nhiều rồi, và bây giờ chúng ta cần nhiều vị tướng support như này các bạn. Carry thì chúng ta có nhiều rồi, chúng ta cần nhiều vị tướng support như này. Đây là một vị tướng support cho khả năng miễn nhiễm mà rất mạnh. Con này mà kết hợp với con Aesop nữa thì chắc nghĩ đánh luôn các bạn. Aesop full nội thất thì chắc team địch là nghĩ đánh luôn các bạn ơi. Ok, và video của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt.